Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 24 tháng 1 của Dusan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những tin chính sau đây. Hai cặp đôi nhịp cầu tình yêu tháng 7 năm 2018 tìm được bến đỗ đời mình. Đào tạo và cấp chứng nhận về lắp đặt giàn giáo cho người lao động liên quan. Bộ phận hành chính tiếp tục thử nghiệm 5 món ăn mới trong quý 4 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết. 6 tháng sau chương trình Nhịp cầu tình yêu tháng 7 năm 2018, đã có hai cặp đôi là hai nam nhân viên Dusan Vina và hai nữ nhân viên King Maker 3 đã tiến đến hôn nhân và cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Đây thật sự là một kết quả đáng khích lệ mà chương trình Nhịp cầu tình yêu đã đem lại cho người tham gia. Chương trình Nhịp cầu tình yêu được Dusan Vina và công ty King Maker 3 phối hợp tổ chức trong tháng 7 năm 2018 với 40 thành viên tham gia. Trong đó có 20 nam Dusan Vina và 20 nữ công ty King Maker 3. Sau lần gặp nhau ở chương trình Nhịp cầu tình yêu lần này, họ đã trải qua 6 tháng tìm hiểu, hẹn hò và trao đổi tình cảm cho nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Cặp đôi đầu tiên là chú rể Phan Thanh Phong, nhà máy MHS và cô dâu Nguyễn Thị Lan Hương. Lễ cưới của họ đã được tổ chức vào ngày 13 tháng 1 năm 2019 tại xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, trong sự vui mừng và chúc phúc của bà con quyến thuộc. Trong khi đó, cặp đôi thứ hai từ chương trình là anh Nguyễn Đình Tùng, nhà máy Water, và chị Nguyễn Thị Hoa cũng đã diễn ra tại Tư Gia, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn. Ở cả hai lễ cưới, đại diện công ty Dusan Vina và công ty King Maker 3 cũng đã đến vui mừng và chúc phúc cho hạnh phúc của hai cặp đôi, đồng thời trao tặng cho mỗi cặp đôi món quà cưới là một máy giặt trị giá 11 triệu đồng. Nhịp cầu tình yêu lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 31 tháng 7 năm 2014, nhằm tạo điều kiện cho các công nhân viên, nam nữ độc thân trong các đơn vị trên địa bàn có cơ hội gặp gỡ, làm quen và tìm hiểu nhau. Chương trình này được tổ chức thường niên trong sự phối hợp của các công ty khác nhau như điện tử Foster, King Rich, Sumida và công ty King Maker 3. Tính đến nay đã có 4 cặp đôi tìm được hạnh phúc nhờ vào sự kết nối của chương trình. Thực hiện mục tiêu an toàn là trên hết mà Tổng Giám đốc Giang Dung Chiêu vừa đề ra cho năm mới 2019, bộ phận EHS đã triển khai khóa học đào tạo về lắp đặt giàn giáo cho những người lao động liên quan của 3 nhà máy boiler MHS và Water. Với đặc thù sản phẩm công nghiệp nặng to lớn, nên nhiều hạng mục công việc tại các nhà máy cần sự hỗ trợ của thang và giàn giáo. Nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động khi làm việc cùng các thiết bị hỗ trợ này, đội EHS đã mời công ty cổ phần đào tạo cung ứng nhân lực và dịch vụ kỹ thuật toàn cầu đến để đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho những kỹ sư và công nhân liên quan. Theo đó, chương trình đào tạo về lắp đặt giàn giáo và chứng nhận cho 53 người lao động, trong đó 44 người lắp đặt và 9 người chuyên về công tác kiểm tra, giám sát. Điều này một mặt nhằm tăng cường an toàn cho người lao động, mặt khác nhằm đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và quy định của pháp luật Việt Nam. Tham gia khóa học, học viên cùng các chuyên gia trải qua 4 nội dung cơ bản gồm tìm hiểu về quy định pháp luật và các tiêu chuẩn về giàn giáo, nắm bắt lý thuyết về quy trình lắp đặt giàn giáo, thực hành phương pháp lắp đặt an toàn và các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, các học viên phải làm bài kiểm tra, xác nhận kiến thức mình đã thu hái được, làm cơ sở để công ty cổ phần đào tạo cung ứng nhân lực và dịch vụ kỹ thuật toàn cầu cấp chứng chỉ hoàn thành đủ điều kiện. Nhằm đa dạng hóa các món ăn trong suất ăn hàng ngày của người lao động Việt Nam, trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 1 vừa qua, bộ phận hành chính đã phối hợp cùng nhà thầu Proben đưa vào thử nghiệm 5 món ăn mới. 5 món ăn được đưa vào trong đợt thử nghiệm lần thứ tư năm 2018 bao gồm gà kho rau răm, thịt viên nấm sốt cà, bún thập cẩm, giò lagu bánh mì và xương nấu đậu trắng. Các món ăn này đều được chuẩn bị sẵn với số lượng là 100 suất. Mỗi ngày có 2 món khác nhau và được bố trí tại lây thức ăn cải thiện số 5 tại nhà ăn trung tâm để người lao động có thể dùng thử và bỏ phiếu đánh giá cho mỗi món ăn dựa vào 2 tiêu chí đưa ra, đồng ý áp dụng hoặc không đồng ý áp dụng. Sau đó bộ phận hành chính sẽ tổng hợp các ý kiến đánh giá theo từng món ăn mới này để làm căn cứ áp dụng đưa món ăn đó vào menu chính thức trong các bữa ăn hàng ngày của người lao động. Những món ăn nào được người lao động bỏ phiếu đánh giá nhiều nhất và đồng ý áp dụng thì sẽ được áp dụng vào menu hàng ngày. Và ngược lại, món ăn nào có phiếu bình chọn ít và không đồng ý áp dụng thì sẽ không được đưa vào sử dụng. Đây là đợt thử nghiệm thứ tư của năm 2018. Có tổng cộng 19 món ăn được đưa ra thử nghiệm. Trong đó có 15 món ăn mới chính thức đưa vào sử dụng, góp phần làm phong phú thêm thực đơn hàng ngày của người lao động trong toàn công ty.
Bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V10N7. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Izu với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.